Ảnh nhan sắc của địch đại Nhật Ba thủa trở vào CBiz bất ngờ hot trở lại, bảo sao thành hoa khôi Học viện Hí kịch Thượng Hải. Không cần chỉnh sửa phẫu thuật thẩm mỹ hay Photoshop, địch đại Nhật Ba nhận được nhiều thiện cảm của cộng đồng mạng sở chung với nhan sắc xuất sắc và nổi bật. Thực tế trước khi tham gia giới giải trí, Nhật Ba đã từng là hoa khôi nước tiếng của Học viện Hí kịch Thượng Hải. Chính vì vậy, khi trở thành nghệ sĩ của CBiz, địch đại Nhật Ba nhanh chóng trở nên nổi tiếng và có sức bật hơn hẳn so với nhiều nghệ sĩ cùng tuổi. Mới đây, một blogger xứ Trung đã chia sẻ lại những tấm hình thủa chưa bước chân vào làng giải trí của địch đại Nhật Ba. Bài viết này ngay lập tức trở lên hot hòn hòt và gây chú ý với cộng đồng mạng bởi nhan sắc khi xưa của nàng Phượng Cửu trong trẻo đáng yêu, chẳng cần tới Photoshop hay phẫu thuật thẩm mỹ. Thủa còn ngồi trên ghế nhà trường, địch đại Nhật Ba đã vô cùng xinh đẹp. Bức ảnh selfie ngày xưa của cô nàng siêu đáng yêu, góc nghiêng này tiết lộ sống mũi cao đến đáng ghen tị của Nhật Ba. Trong bức ảnh chụp chung với tập thể lớp, địch đại Nhật Ba nổi bật hơn hẳn với gương mặt khả ái. Thậm chí chẳng cần make up kiểu kỳ, gương mặt mộc mạc của Nhật Ba đã đủ gây xao xuyến. Nhan sắc khi ấy của Nhật Ba dù mộc mạc nhưng cực kỳ xuất sắc, từ ánh mắt cho tới sống mũi và nụ cười rạng rỡ. Khi còn là sinh viên, Nhật Ba cũng từng tham gia làm người mẫu ảnh. Những hình ảnh siêu xinh và đáng yêu của cô nàng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.